Hello, hello, xin chào cô chú chị mình nha. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với căn nhà đất Trăng Anh. Hôm nay em đi quay và giới thiệu cho cô chú chị một căn nhà sổ hồng riêng, giá chỉ hơn 1 tỷ một chút xíu thôi. Nhà rất là rẻ luôn. Ngay vị trí là trung tâm thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An nha cô chú chị. Ngay trung tâm luôn, đường Trương Văn Bang. Đường trước nhà mình là 2 mét rưỡi nha cô chú chị. Đó, căn nhà này diện tích là ngang 3m5, dài 8m, cái là một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Và theo cái đường này đi á, là rẽ trái này đó, mình di chuyển ra đường Trương Văn Bang mất khoảng 50 mét thôi, ngoài đó là đường Trương Văn Bang nha cô chú chị. Đó, trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn, và hướng ngược lại đó là mình di chuyển ra đường ra bệnh viện khoảng tầm là 300 mét đó. Rồi mình sẽ quay chi tiết căn nhà này cho cô chú chị mình cùng coi nhá. Nhà này mình di chuyển từ ngoài cái đường hẻm số 7 á, mình di chuyển vào đây là khoảng tầm là 8 mét thôi, rất là ngắn luôn. Và ngoài đời hẻm đó là hẻm 3m rưỡi, và hẻm trong này là hẻm 2m rưỡi nha cô chú nhỉ. Đó, căn nhà thiết kế theo phong cách là mái hộp, và diện tích là ngang 3m5, dài 8m. Cái này là hiện tại đã ở hết rồi, hiện tại căn này là căn đầu tiên đó, thì chủ nhà muốn bán lại với giá cực kỳ rẻ luôn so với giá thị trường ở khu vực này nha cô chú nhỉ. Giá chỉ hơn 1 tỷ một chút xíu thôi, 1 tỷ vài chục thôi đó, là mình sở hữu được căn nhà này rồi. Đây, cửa sắt 4 cánh, mình di chuyển vào trong phòng khách nha cô chú anh chị. Và đây là không gian phòng khách này, tầng trệt này ốp gạch cao lên 1m4. Không gian phòng khách này mình về mình thiết kế một bộ sofa nhỏ là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Trần thật cao để led âm trần. Đối diện nhà là nhà dân nha cô chú anh chị. Và tiến sâu vào hơn thì có một cái toilet và có một phòng bếp nha cô chú nhỉ. Và đây là không gian phòng bếp của căn nhà mình, có tủ bếp dưới này và tủ bếp trên. Tủ bếp là bằng gỗ nha cô chú nhỉ, mặt bếp thì bằng đá hoa cương. Nhà này á, là từ lúc chủ nhà mà mua đến giờ là chưa có ở luôn, chỉ cũ theo thời gian thôi nha cô chú nhỉ. Mình mua về mình sơn sửa lại là đẹp ngay đó. Ở dưới chân cầu thang có một cái toilet nhằm tiết kiệm diện tích nha. Ốp gạch cao 2m. Và trong toilet này có một cái bồn cầu này cô chú nhỉ, một cái lavabo và một cái vòi sen ở khu vực này. Cửa nhôm, mình di chuyển vào trong toilet này nha cô chú nhỉ. Sàn thì ốp gạch chống trơn trượt nha. Đó, dưới tầng trệt nó chỉ có như vậy thôi, phòng khách, phòng bếp và phòng toilet. Rồi cái cầu thang ốp đá hoa cương. À, bên này bậc tam cấp này. Đấy, ốp đá hoa cương, mình di chuyển lên trên lầu. Cầu thang á, khi mà mình di chuyển lên em thấy rất là dễ dàng. Đó, mình đưa nội thất đồ lên trên hai phòng ngủ thì nó cũng dễ nữa. Rồi, trên lầu 1 này thiết kế có hai phòng ngủ và có một cái toilet. Phòng ngủ đầu tiên này cô chú chị. Đó, ốp gạch cao lên 1m4 và trần thật cao. Có một cái đèn hình quang. Đó, hệ thống điện âm. Rồi, phòng này mình bỏ một cái giường được, một cái tủ được, và thiết kế thêm một cái bàn học là vô tư luôn. Và đây là cửa gỗ, mình di chuyển vào trong phòng ngủ này nhé. Và đây là cái phòng toilet trên lầu 1 này cô chú nhỉ. Có một cái lavabo, một cái bồn cầu và một cái vòi sen ốp gạch cao 2m. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Sàn chống trơn trượt. Cửa nhôm di chuyển vào toilet này. Và đây là khoảng không gian phòng ngủ phía trước nhà mình. Đó, trần thạch cao. Ốp gạch cao lên 1m4. Cửa gỗ di chuyển vào trong phòng này. Có một cái cửa sổ lên sang lấy gió vào trong phòng này. Và một cửa đi ra ban công. Này, căn nhà này á, diện tích là ngang 3m5, dài 8m, thế cái là một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, nằm ngay tại vị trí là trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Và mình di chuyển ra quốc lộ 50 mất 50m thôi, và di chuyển ra ngoài đường lớn đường Trương Văn Bang cũng tầm 50m à, ngoài đó là đường quốc lộ 50 luôn. Vừa mới rẽ vào đường Trương Văn Bang là mình rẽ vào hẻm luôn nha cô chú chị. Và mình di chuyển ra ngoài bệnh viện á, mất 300m thôi, và trung tâm mà nó không thiếu gì thứ gì hết trơn á. Thì cô chú chị nào mà mình đang quan tâm một căn nhà như vậy nằm ngay vị trí là trung tâm thị trấn á, thì mình hãy liên hệ đến số 0183620303
để em tư vấn và sắp xếp mình xuống đây mình xem nhà này nha. Căn nhà này hiện tại bên em đang bán với giá là 1 tỷ 050 triệu, là 1 tỷ 50 triệu thôi, không phát sinh chi phí gì hết nữa. Có hỗ trợ ngân hàng vay cho cô chú chị mình luôn. Cô chú chị nào mà đang kiếm nhà sổ hồng riêng giá rẻ thì đây là một trong những căn nhà mà phù hợp với gia đình của nhà mình luôn, với nhu cầu của mình luôn ha. Thì số điện thoại của em là 0783620303 để em tư vấn và sắp xếp mình xuống đây mình xem nhà này. Thì mình gặp chủ thương lượng. Rồi, cô chú chị nào mà mình đang có nhu cầu mua nhà đất thì cũng đăng ký kênh em luôn nha. Xin chào.